Thưa quý vị, Chắp Cánh Ước Mơ ngày hôm nay xin kể cho quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện về em Vàng A Thành ở xóm Cao Bắc, xã Xuân Trường, huyện Bảo Lạc. Trước đây Thành cũng có một gia đình đủ đầy, thế nhưng bố, mẹ, anh trai của Thành dần qua đời, để lại em với bà ngoại đã tuổi cao, già yếu. Trước những sóng gió của cuộc đời, Thành vẫn đang kiên cường, tự lập và trưởng thành hơn để có thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho bà ngoại của em sau này. Bố em mất lúc em học lớp 4 và anh lá ngón. Mẹ em mất khi bị ung thư giai đoạn cuối. Còn anh mất khi em học lớp 3 cùng anh lá ngón. Chị dâu thì lên nhà bà ngoại thì mới mất và cũng anh lá ngón. Căn nhà gỗ đơn sơ ở xóm Cao Bắc này là nơi suốt 6 năm nay chỉ có một mình Vàng A Thành lẻ bóng đi về. Trước đây trong ngôi nhà nhỏ này, tuổi thơ của Thành cũng đã từng đầy ắp tiếng cười, sự hạnh phúc. Thế nhưng giờ đây, ngôi nhà đã trở nên trống vắng, chỉ còn một mình Thành. Không còn cha, không còn mẹ, cũng không còn anh trai. Chị gái Thành thì đã đi lấy chồng ở xóm khác. Lúc còn bố mẹ anh chị thì đi học về thì cảm thấy rất là vui, và khi được về nhà gặp mẹ thì rất là thích, vì mỗi 2 tuần mới được về nhà thì về đến nhà thì rất là thích ngủ với mẹ và chia sẻ những học tập trong 2 tuần đấy để mẹ biết. Và bây giờ không còn bố mẹ nữa thì về nhà cảm thấy rất là buồn và chán khi không có ai bên cạnh để chia sẻ. Năm nay 16 tuổi, cậu bé người dân tộc Mông này dường như trông trưởng thành hơn rất nhiều. Từ khi bố mẹ mất, Thành phải học cách tự lo cho bản thân, vì hoàn cảnh hai bên nội ngoại của em đều khó khăn, không có điều kiện để lo chu toàn cho em, mà chỉ giúp được phần nào. Thành thì đang theo học lớp 11 tại trường Trung học Phổ thông Bảo Lạc ở thị trấn. Nhà cách trường khoảng 20 cây số. Mỗi tháng Thành lại trở về nhà một lần. Việc khó, việc nặng nhọc trong nhà, Thành đều đỡ đần giúp đỡ cho bà ngoại. Đi học về là em lại dành thời gian ra ruộng cắt cỏ, chăn trâu, chăn bò cho bà. Từ khi bố mẹ em mất thì em ở với bà ngoại với 2 cậu. Bà là người quan tâm và chăm sóc em nhiều nhất. Khi không có bố mẹ bên cạnh thì thấy cảm giác rất là khổ và đau lòng khi thấy bạn bè có bố mẹ, anh chị bên cạnh. Bố mẹ mất sớm, Thành ở với bà ngoại và các cậu. Bà cháu nương tựa cùng chăm lo cho nhau. Bao năm nay bà đã thay cả cha và mẹ để nuôi dưỡng Thành. Bà ngoại em thì đã cao tuổi, nhưng bao việc nương rẫy bà cũng không nề hà để có tiền lo cho cháu ăn học. Bố Thành mất sớm, mẹ cũng bệnh mà mất theo. Còn mình cháu thương lắm, sức khỏe không còn nhiều, nhà thì nghèo, cố gắng có đồng nào là để nuôi Thành ăn học thôi. Lần nào được về nhà là Thành lại sắn tay thổi bếp, chuẩn bị một bữa cơm cho cả 2 bà cháu. Dù đạm bạc nhưng chất chứa đầy tình yêu thương, vì chỉ những lúc này em mới cảm thấy được hơi ấm tình thân trong chính ngôi nhà của mình và để thỏa niềm khao khát vì một bữa cơm gia đình.
mình tự lập, tự nấu, tự giặt giũ và tắm rửa, và luôn tự một mình làm hết mọi công việc. Hiện nay gia đình bà ngoại của em thì khá là khó khăn khi chỉ ở nhà làm nông, không có việc gì và không có cái gì để kiếm ra tiền và kiếm thêm thu nhập. Em coi bà như là một người mẹ thứ hai của em. Bà là một chỗ dựa tinh thần cho em học tập và cố gắng trong tương lai. Không có tình thương của cha mẹ, tình cảm của Thành cũng dồn hết cho cả bà ngoại của mình. Lúc nào cũng dặn cháu phải cố gắng, bà còn thì dù khó khăn, bà vẫn cố phải lo cho cháu. Biết bà vất vả, Thành cũng chăm giúp cho bà, đỡ bà nhiều việc lắm. Cháu học hành tốt là bà mừng rồi. Chỉ mong cháu lớn, trưởng thành. Cháu có sức khỏe, lo cho cháu có gia đình sau này. Ở trường, nơi Thành tạm quên đi những mất mát, trống vắng, em lại là một cậu học sinh ngoan, được thầy cô và bạn bè quý mến. Em hiện đang ở tạm cùng với cậu mợ ở thị trấn Bảo Lạc. Gần 3 năm học xa nhà, cũng là ngần ấy năm em học được tính tự lập. Nên em biết hoàn cảnh gia đình em như vậy, nên là em rất là cố gắng, chăm chỉ, luôn là những học sinh đi đầu của lớp. Hàng sáng thì em đến trường học rất là sớm, thì chúng tôi cũng có một vài lần hỏi em là sao em đến trường học sớm thế, thì em cũng trả lời là em đến để ôn bài, vì là hàng ngày thì em về nhà thì phụ giúp cậu mợ với lại bà thì không có đủ thời gian ôn tập, nên em đến trường để ôn. Thì lớp 10 thì em chưa được học sinh khá, nhưng mà đến năm lớp 11 ấy, thì em cũng đã cố gắng rất nhiều để trở thành học sinh tiên tiến. Là ở lớp thì em cũng là người rất là hòa đồng, biết giúp đỡ bạn bè. Mồ côi cha mẹ, nhưng bằng ý chí và nghị lực của mình, chàng trai Vàng A Thành vẫn cố gắng được đến lớp và đạt được những thành tích học tập tốt. Vì em biết học tập là con đường duy nhất để thực hiện những ước mơ của mình. Ước mơ của em sau này là gì? Em luôn cố gắng học tập để sau này em sẽ trở thành một đầu bếp hoặc là một chú bộ đội. Em muốn trở thành một đầu bếp để sau này muốn nấu những thứ ngon nhất cho bà và mọi người xung quanh. Những nỗi buồn vẫn hằn sâu trong đôi mắt của Thành, và con đường phía trước thì còn rất dài với bao gian nan, khó khăn. Thế nhưng tình yêu thương của bà đã sưởi ấm và tạo động lực để Thành phấn đấu trong học tập và đạt được những mục tiêu của mình. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chắp cánh ước mơ ngày hôm nay rất vinh dự có đồng chí Thẩm Văn Phán, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tới thăm gia đình em Thành và có một món quà để hỗ trợ cho em. Phải nhận đoàn công tác làm chương trình, em biết em Thành có hoàn cảnh rất khó khăn, bố mẹ đều mất cả, nhưng mà đã rất có nghị lực vươn lên học tập. Thì biết thế thì đoàn công tác đến thăm, động viên, chia sẻ với em và có một món quà để gửi cho em. Từ đó em sẽ có thêm cái nghị lực để vươn lên học tập tốt trong cái thời gian tới, và để học tập có nghề nghiệp, có hiểu biết, có việc làm để về giúp cho gia đình, giúp cho địa phương em nhé. Vâng, và hôm nay thì cũng có Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Bảo Lạc cũng có một món quà trao tặng cho em Thành là 1 triệu đồng ạ. Em tặng cho em nhé. Em cố gắng vào quân lên nhé. Vâng, và về phía trường Trung học Phổ thông Bảo Lạc nơi em Thành đang học tập hiện nay thì cũng có một món quà nhỏ trao tặng cho em. Chương trình.
Vâng, những sự động viên ngày hôm nay hy vọng sẽ tiếp thêm động lực cho em Thành có thể tiếp tục vượt qua những khó khăn của cuộc sống, vươn lên học tập và có thể thực hiện được những ước mơ của mình trong tương lai và trở thành một chỗ dựa vững chắc cho bà ngoại của mình. Dù ngôi nhà không còn cha mẹ, thế nhưng với Vàng A Thành, tình yêu thương của bà ngoại vẫn mãi là động lực để em tiến bước trên con đường đời của mình. Chúng tôi rất hy vọng với sự giúp đỡ của quý vị và các bạn thì Thành sẽ tiếp tục được nuôi dưỡng ước mơ của mình. Mọi sự đóng góp ủng hộ cho em Vàng A Thành, xóm Cao Bắc, xã Xuân Trường, huyện Bảo Lạc. Quý vị và các bạn có thể gửi về số tài khoản 100 000 706 149 3388 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Bảo Lạc tại Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Bảo Lạc. Đến đây thì thời lượng dành cho Chắp cánh ước mơ tuần này cũng kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chuyên mục Chắp cánh ước mơ lần sau. Danh sách ủng hộ em Hoàng Vân Kiêm, xóm Khuổi Lìn, xã Hưng Đạo, huyện Nguyên Bình tại chuyên mục Chắp cánh ước mơ số 4. Quỹ vì người nghèo tỉnh Cao Bằng 5 triệu đồng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Nguyên Bình 5 triệu đồng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hưng Đạo, huyện Nguyên Bình 2 triệu đồng. Bạn Lương Minh Ngọc, học sinh lớp 5D, trường tiểu học Hợp Giang, thành phố Cao Bằng 2 triệu đồng. Cán bộ viên chức Bảo hiểm xã hội huyện Hạ Lang 325.000 đồng. Liên đoàn Lao động tỉnh 2 triệu 500.000 đồng. Và một số khán giả khác đã ủng hộ, hỗ trợ em Hoàng Vân Kiêm. Tổng số tiền chương trình đã nhận được và trao đến em Hoàng Vân Kiêm là 17 triệu 575.000 đồng. Đồng hành với chương trình Chắp cánh ước mơ số 1, tổng số tiền chương trình đã nhận được và trao đến em Vương Hải Yến, học sinh lớp 5B, trường tiểu học và trung học cơ sở Minh Khai, huyện Thạch An là 30 triệu 926.600 đồng. Tổng số tiền Chắp cánh ước mơ số 2 đã nhận được và trao đến em Hoàng Hà Bình, xóm Hạnh Phúc, xã Hoàng Tung, huyện Hòa An là 47 triệu 090 nghìn đồng. Chắp cánh ước mơ số 3 đã nhận được và trao đến em Hoàng Mai Chi, lớp 6B, trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở Phục Hòa, huyện Quảng Hòa là 26 triệu 400 nghìn đồng.